tổ chức WHO nói là không thể buộc Trung Cộng cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc COVID. Cái việc đó ông coi như là ông give up trước rồi. Tôi muốn điều tra nhưng mà ông cứ lấy cớ là Trung Cộng không cho vô thì cũng như không. Khi mà đòi điều tra là nó phải có những điều bắt, nó phải tuân theo những luật chung. Chứ bây giờ chính phủ cũng nói cái kiểu đó thì là chứng tỏ là cái cuộc điều tra coi như làm cho có rồi, ông chả đi tới đâu đâu, quý vị thấy không? Đây là hình ảnh của ông Mike Ryan, là giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO đó, đã nói ngày 7 tháng 6 là tổ chức này không thể buộc Trung Cộng tiết lộ thêm các dữ liệu về nguồn gốc COVID, và cho biết là WHO sẽ đề nghị những cái cuộc nghiên cứu cần thiết để đưa chuyện tìm hiểu nguồn gốc này lên một cái mức cao hơn. Bị một phóng viên hỏi dồn về cách tổ chức WHO đã buộc Trung Cộng cởi mở thêm nữa thì ông Mike Ryan, giám đốc của chương trình này, đã khẳng định trong cuộc họp báo là WHO không có quyền bắt buộc bất cứ ai trong chuyện này. Chúng tôi kỳ vọng hoàn toàn vào sự hợp tác, cung cấp tin tức và hỗ trợ tất cả các thành viên trong nỗ lực này. Đó là lời ông Ryan trả lời như vậy. Hiện có những giả thuyết đối nghịch nhau. Một là virus corona lây sang từ động vật, có thể khởi sự từ rơi sang người. Hai là một cái vi khuẩn có thể thoát ra một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các thành viên nhóm chuyên gia WHO đã đến Trung Quốc đầu năm nay để săn tin cũng như tìm các cái dữ kiện về nguồn gốc COVID-19, cho biết là họ đã không được tiếp cận tất cả những dữ liệu và khơi dậy nhiều tranh cãi lâu nay về tính minh bạch của Trung Quốc. Quý vị thấy không? Họ cứ câu giờ thôi, khó lắm. Họ thì không phải là dễ để xâm nhập, và Trung Cộng thì lúc nào họ cũng có cái chính sách của họ như vậy.